Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của gia đình mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh mì giòn của Việt Nam nhé. Mời các bạn cùng xem thành phần để làm nên ổ bánh mì gồm có những gì để cùng chuẩn bị và làm nhé. Các bạn nên nhớ nước để khuấy trứng này làm nước thiệt là lạnh. Cho tất cả các nguyên liệu vào trong máy trộn bột. Chỉnh máy ở mức trộn bột trong vòng 1 phút. Sau 1 phút thì tất cả các nguyên liệu lúc này nó đã hòa quyện vào nhau, thì mình tăng mức độ trộn bột lên vào mức trung bình và để máy trộn ở mức độ này vào khoảng 15 phút. Sau 15 phút các bạn thấy là bột không còn dính vào cái thành của cái đồ đựng bột nữa và bột trở nên dai hơn. Mình dùng một cái khăn để phủ lên bột và ủ trong vòng 20 phút ở nhiệt độ phòng. Bây giờ thì mình lấy bột ra để nhồi sơ lại. Nếu mà bột không có nở nhiều thì cũng không sao, trong giai đoạn này không cần nở nhiều. Mình chia khối bột này ra thành 6 phần nhé các bạn. Giờ thì mình cán bột mỏng ra để chuẩn bị cuộn lại tạo hình ổ bánh mì. Mình luôn luôn lận ở hai cái mép của bánh để tạo cho cái ổ bánh mì nó có cái bụng tròn ở chính giữa và nó thon ở hai đầu nhé. Mình nên dùng khăn để phủ lên bánh như thế này để mà tránh cho bánh bị khô. Bây giờ thì mình đã hoàn thành khâu tạo hình cho bánh mì. Đến giai đoạn mình ủ bánh mì ở nhiệt độ 30 độ C nhé. Mình để khay nước nóng ở dưới bánh mì và để vào lò nướng để ủ.
trong vòng 1 tiếng. Bây giờ thì bánh mì đã nở ra rất là nhiều, thì mình dùng trong thời gian này thì cũng tranh thủ hoặc là lưỡi lam bếp để mà rập vào khoảng 460 độ ép. Mình thì hay bố trí bánh mì lệch với nhau như thế này để mà tránh cho nó không bị dính vào nhau trong giai đoạn nướng. Khi lò đạt đủ nhiệt độ nóng thì mình cho bánh vào lò và xịt một lớp nước mỏng lên. Thông thường thì mình nướng bánh trong vòng 15 phút. Nhưng nếu mà lò nướng của các bạn nóng nhiều thì các bạn có thể nướng khoảng 8 đến 10 phút là được. Sau khi nướng xong thì các bạn lấy bánh ra khỏi lò để cho bánh nguội. Nếu như ai thích mùi thơm của bơ thì trong giai đoạn này mình có thể quết nước bơ lên. Sau 10 phút thì cái lớp bơ này nó sẽ khô và rút vào bánh, làm cho bánh rất là thơm và bóng. Bánh mì thơm quá các bạn ơi. Thịt nướng, đồ chua cũng như rau củ và nước sốt đã sẵn sàng. Giờ mời các bạn cùng thưởng thức với nhà mình nhé. Bánh mì giòn, xốp nhưng vụ rất là đặc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn thành công với món bánh mì Việt Nam nóng giòn nhé.